mấy cái chòi nha. Mình quay cho cả nhà coi nha. Nguyên cái giờ mình vô cái làng á, làng Cù Lần á, mà Cù Lần á thì nó tuyệt chủng rồi. Không có con ấy, thì có con ngựa ở trong cái nhà. Đó, nhà cái kiểu nhà thượng nè. Kiểu nhà thượng. Khi hai cái cầu thang này khi ta bước lên đó là người ta dựng một cái dấu, là coi như là người ta tượng trưng là hai bên đó là hai cái dấu, bên nam thì đi bên đây, bên nữ thì đi bên đây. Chuông. Trời ơi, đẹp lắm, sang lắm. Đẹp không? Đi lên đây, lên đỉnh coi đồ lưu niệm đó. Đi. Đi. Đó. Thôi dì ba đừng đi. Dì ba đừng đi, đi ấy lắm. Con đường nào lên, đây đâu có đường lên.